Sao hôm nay ông Tứ trẻ quá vậy? Cảm ơn con. Ông đổi hình ảnh. Bộ ông Tứ đi cưới vợ hả? Gần gần giống. Đừng. Con mới hát cái bài nào mà cái giọng con nó cao, mà cao chót vót, mà nó réo rắt rồi chứ, được con đừng có hú như vậy. Lại đi. Vô. Ba thôi. Khoan, chờ xí. Cái gì vậy ngoại? Bà thí dụ ơi, thí dụ mà nếu mà nó dứt quá rồi thì bà mới đối phó. Rồi. Vô. Ông mở mắt ra đi, ông làm cho bà cháu tôi sợ quá. Ngoại ơi ngoại, hay là mình gọi cấp cứu đi ngoại, lỡ ông Tứ chết. Ê, nó bậy, làm sao chết được. Cái này là cái choáng thôi, người già đôi khi là nó đi ra ngoài đường đó, tự nhiên đó một làn gió thoáng qua cái đó choáng cái gì đó. Ông Tứ, ông hết rồi. À, đó đó thì chưa tỉnh rồi, thấy chưa đây coi cho bà. Tỉnh chưa mở mắt ra đây là đâu? Nhà tôi lấy một kiếm cho bà. Ông vẽ rồi ha. Ủa sao? Đỡ giùm. Sao tôi nằm trong này vậy? Ông đang đi trên đường, cái tự nhiên cái đến trước cổng nhà tôi à. Cái tự nhiên cái ông loạn trọn, cứ muốn té xuống. Rồi bà cháu tôi sợ quá, lật đật chạy ra đỡ không vô đó. Vậy hả? Ừ. Bà với lại con đỡ ông. Ừ. Hồi nãy tôi đang đi bình thường. Ừ. Tôi nghe ai hát giống như đinh đóng vô ốc. Đóng cạch lông não. Tôi mới xỉu. Trời ơi, nó hát luyện thanh mà gì nó cọc cọc lông ốc. Khỏe rồi ha. Tôi cảm ơn. Ôi, ơn nghĩa gì không biết nữa. Hồi nãy tôi nằm đó hả? Ờ. Thôi tôi đi về nha. Nè, thiệt khỏe chưa? Thiệt khỏe hay gì à? Chứ mà còn mà choáng váng á là không có nên đi té. Cứ ngồi đỡ đây đi. Ha, em sao đâu? Em đẹp quá. Con chà đi xa. Dạ. Ông Tứ nè con. Ông Tứ hả? Người chứ bộ ma sao con làm gì hết hồn hết vía vậy? Sao hôm nay ông Tứ trẻ quá vậy? Cảm ơn con. Ông đổi hình ảnh. Bộ ông Tứ đi cưới vợ hả? Gần gần giống. Misa. Dạ. Ông đến đây ông nhờ con chuyện. Dạ, ông nhờ con đi. Nè, con làm ơn á, đưa cái này cho bà ngoại con nghe. Nhớ đưa tận tay bà ngoại con, nghe. Khoan ông ơi, nhưng mà hôm nay đâu phải sinh nhật của ngoại con đâu. Không phải sinh nhật, nhưng mà con cứ đưa cho ngoại con đi, nghe. Rồi đưa này luôn cho ngoại con. Nhớ đưa tận tay bà ngoại con, nghe. Mà ông Tứ ơi. Hả? Trong đây là gì vậy? Tiền hả? Không phải tiền, nhưng mà không được mở ra coi. Dạ. Đưa tận tay bà ngoại con đó nghe. Dạ. Cảm ơn coi. Thôi đừng có coi. Nhớ không? Nhớ dạ. Ông dặn gì không? Đưa tận tay cho bà ngoại. Cảm ơn con. Dạ. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Hôm nay ông Tứ yêu đời dữ vậy trời. Dạ. Con chào ba.
Sao không ở trong nhà học bài, đi đi ra đây làm cái gì đó? Con nhận đồ giùm bà ngoại nè. Con phải đưa tận tay cho bà ngoại. Đứng yên. Cái này. Dạ. Đưa cho bà ngoại. Phải đưa tận tay luôn. Cho bà coi coi. Hôm nay mày đặt cãi ba nữa hả? Không phải. Ba nói là cứ đưa cho ba, rồi ba sẽ đưa tận tay cho bà ngoại của con, được chưa? Ba nhớ đưa tận tay nha. Thì ngoại là bà ngoại của con. Còn ba là con của bà ngoại. Thì ba sẽ đưa tận tay, được chưa? Dạ được. Nâng niu. Cái này là không được mở ra nha. Biết rồi, không có mở đâu. Không ba... được mở ra nha. Ba không có nhiều chuyện. Con cứ đi vô nhà đi. Nhớ nha. Con gái còn đứa gì đâu. Nhiều chuyện. Nói tới nó lù hoài. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin tỏ tình. Ngày anh gặp em, trái tim anh đã lạc đi một nhịp. 1, 2, 3 năm em có đánh rơi nhịp nào không? Anh muốn hỏi em rằng, Tư ơi, chân em có mỏi không khi em chạy trong giấc mơ của anh cả đêm? Trời đất ơi, cha nào mà viết thư sến dữ vậy trời. Nên nay anh viết đơn này xin được tỏ tình với em, người thương của Tư. Mong Tư chấp nhận tình cảm của Tứ. Tứ? Trời, ông Tứ bị sao vậy? Misa. Dạ. Con thương ông không? Dạ thương. Con vô kêu bà ngoại con ra đi. Trời. Nếu mà ngoại con không ra, ông không có về đâu. Trời. Ông ở đây luôn. Ngoại ơi, bố ngoại ơi, bà ngoại ơi. Cái gì vậy không biết nữa. Ngoại ra nhanh ơi. Ngoại ơi, làm cái gì mà con la bại hải vậy? Misa. Cái gì vậy? Đau bụng hả? Về nhà đi. Hả? Ngọc Misa. Nó đứng đây cũng được, mắt ôm mắt chai gì đâu, đuổi nó vô. Nhục lắm, ôi nhục. Đi vô đi. Tư. Cái gì? Tại sao tôi làm như vậy? Làm sao? Bây giờ tôi tính sao? Hả? Tính gì? Tại sao Tư đối xử với Tư như vậy? Hôm trước Tư làm một cái đơn tỏ tình gửi cho Tư, Tư không chấp nhận, Tư không trả lời thì thôi. Tại sao Tư lại chụp nguyên cái lá đơn đó, Tư quăng lên Facebook? Tư có biết là chỉ có mấy chục like thôi mà mấy trăm comment nhào vô ghẹo Tư. Tư có biết là Tư đau lắm không? Tư buồn lắm không? Và Tư nhục lắm Tư. Có gì đâu. Thì tại vì thấy bức thư vui vui quăng lên chém gió cho ta cười vui. Trời ơi, tại sao tôi làm như vậy? Tại sao tôi lại đùa giỡn với tình cảm của Tứ? Tại sao lại quăng lên Facebook cho chúng sanh đùa cợt, chúng sanh chém gió? Mình già rồi cho nên đó, đừng có làm như vậy. Tụi nhỏ nó cười nha. Trả lời đi. Trả lời dứt khoát đi. Nếu như Tư không trả lời, ngày hôm nay Tư quyết định ở đây và không bao giờ Tư về nữa. Tư ở đây, Tư sẽ ở đây. Rồi ở đây luôn đi ha. Vậy đó, dứt khoát rồi đó, ở đây luôn đi. Rồi, vậy đi. Mở cửa ra. Đừng làm như vậy mà Tư ơi, Tư đừng làm như vậy. Tư ơi. Không, sự không bao giờ bỏ cuộc. Tư, anh yêu em. Tư, I love you. Tư, anh yêu em. Tư,
Bác Tư, bữa nay bác ăn mặc đẹp vậy bác? Chuẩn bị đi hỏi vợ bác. Dạ sao? Ăn mặc đẹp vậy á? Dạ thì chắc rồi. Đừng nói con á là bác theo đuổi bà Tư nữa nha. Còn bác biết gì không? Biết bà gì? Tư á nổi tiếng là hung dữ nhất xóm này. Bác có gì hối hận không? Sao? Nói xấu bà Tư hả? Ê, mày có tin dép lào đập nát mặt mày không? Hả? Hả? Nói xấu người người hả mày? Hả? Có gì đâu. Nào, đi về. Về không? Không về. Chừng nào Tứ trả lời rõ ràng cho Tứ thì Tứ mới ra về. Còn nếu không, Tứ sẽ đứng đây mãi mãi. Cái gì đây? Cái gì đây? Nước. Tạc tạc. Tạc nước à? Tạc tạc ướt nhẹp. Bây giờ có tạc nước cống anh cũng không sợ. Trời đánh anh cái răng. Kêu anh đừng yêu Tứ anh cũng không. Ai là chiều? Sửa tướng này đi. Làm gì đó, làm gì đó. Tao quay. Tao quăng, quăng lên, tao up lên Facebook. Được đó, nữa đây. Rồi, tao quay. Muốn quay chứ gì? Tao quay. Muốn quay thì cứ quay đi. Đây, 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 cứ quay, đây, đây. Xin giới thiệu với mọi người. Tôi là Tô Tự Tứ. Tôi là U60. Nhưng mà đó. Mọi người nhìn đi. Đây. Coi tôi là U60 chứ tôi còn trai tân. Đây, đây, đó, trai tân. Dạ. Tôi đang yêu bà Trần Thị Đoan Trang, tức bà Tư, là bà này nè. Đó, bà này, tôi yêu bà. Đó, tôi á, tôi là tôi yêu bà này. Đó, đó, mọi người thấy không? Đó, đó, người đàn bà dễ thương không? Đó, tôi yêu đến chết mà. Coi như là yêu chừng nào bà mà coi như là bạc đầu thôi. Đang lắm đầu bạc thôi. Đó, yêu, yêu. Tôi yêu bà, tôi yêu bà Tư ơi, tôi yêu bà, tôi yêu bà. Ơi, tôi yêu bà. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là